người, mình là Go 15. Hôm nay là một ngày thứ bảy tuần này, thế nên là mình hôm nay muốn đi cà phê. Và điểm hôm nay mình chọn chính là quán La Pines Coffee nằm trong ngõ Vạn Anh trên đường Công Thiên. Giờ đi theo mình để xem quán cà phê này có gì hay ho và thú vị không nhá. Ok, let's go. Quán được nằm trên tầng 6 và 7 của tòa nhà, với tông màu chủ đạo là màu nâu vàng, khá là ấm cúng, nhất là hôm đó mình đi trời có mưa nữa chứ. Bên cạnh đó thì quán còn treo những bức ảnh này, tượng, rất là chiều tượng. Mình khá là thích với những kiểu trang trí như vậy luôn. Quán khá là rộng nhá, đi sâu về phía bên trong. Quầy gọi đồ thì nằm ngay phía bên ngoài cửa bước vào. Ở đây thì khá ít nhân viên nhưng đồ uống lên khá là nhanh luôn. Menu ở đây thì chủ yếu là cà phê này và một số đồ uống theo mùa và đồ không cà phê. Giá dao động từ 35.000 đến 60.000, nhìn chung mức giá như vậy là khá là hợp lý rồi. Quán còn có sân thượng nữa, phía trước là một cái bàn cho 4 đến 6 người ngồi và ra xa là dãy ghế ngồi cho ai có nhu cầu ngắm đường phố đấy. Giờ đi leo lên tầng thượng của mình để xem trên đó được bày trí như thế nào nhé. Wow, trông nhìn khá là đẹp và thoáng đúng không mọi người? Quán cũng không quá tham lam khi bày trí nhiều ghế hay bàn trên này, kết cấu cũng không quá tùm mà rất là thoáng. Mình thấy khá là ổn về mặt thiết kế như này đấy. Từ trên cao nhìn xuống thì chỗ ngồi ngoài trời ở phía tầng dưới như này nè. Đây là đồ uống bọn mình gọi, đó là matcha latte và fuji macchiato. Nhìn cũng đẹp đúng không mọi người? Giờ thì mình sẽ uống thử xem cốc này có ngon nhá. Mình sẽ uống trực tiếp từ phần trà này lên phần kem để xem nó có thực sự là ngon hay không và có hòa quyện nhau như nào. Khá là ngon đấy mọi người ạ, tại vì khi mà mình gọi cốc nước này, bạn nhân viên bạn có nói mình là cái vị trà này đã có cái trà Earl Grey rồi và cộng thêm cái mứt xoài ấy, thì trà Earl Grey đã thơm sẵn rồi, thêm cái mứt xoài là có cái vị chua khá là thanh và kết hợp với nhau là khá là ok đấy. Nên là nếu có cơ hội ấy, thì mọi người nên đi thử. Giá cốc nước này 60.000 thôi, nhưng mà với cái view sân thượng như này ấy, thì đáng mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ mix cái lớp kem với cả cái lớp trà này lại với nhau để xem là nó có vị ngon như thế nào. Okay. Thật ra thì mình sẽ thích cái kiểu là uống trực tiếp từ phần kem lên phần trà hơn, tại vì nó sẽ có cái độ hòa của kem, độ thanh của vị trà nó sẽ hòa với nhau sẽ ngon hơn so với khi mà bạn ngoáy lên thế này. Khi ngoáy lên ý, là cái phần ống hút của bạn sẽ chạm từ cái trà, nên là uống vào sẽ rất chua. Là nếu như người nào mà không biết chua sẽ không thích cái cốc nước này đâu. Nên là mình sẽ recommend cái cách đầu tiên mình uống hơn. Mọi người thử nhá. Các bạn ơi, ở đây có một điểm rất hay, đó là ống hút bằng thủy tinh. Khá là healthy với cả bảo vệ môi trường á. Có lẽ đây là một cái điểm mà mình khá là thích ở quán này. Cốc trong khuấy lên đẹp thế. Đẹp vãi chị ơi, quay. Đẹp vãi. Thề, quay đẹp hơn cái lúc mà nó chưa ấy. Đây là hot TikToker các bạn ạ. Đang quay. Cái nước này lúc quấy lên nó rất là đẹp ý. Mình thích cái màu xanh này các bạn ạ. Trông nó rất là thích mắt, trông nó rất là mát. Đặc biệt là cái trời mùa hè như thế này. Mình đùa đấy, thực ra là gió mùa sắp về rồi. Nàng bân các bạn ạ. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu mọi người thấy hay thì nhấn like và subscribe kênh của mình như động lực để mình ra nhiều video hơn nha. Giờ thì bye bye.